Rồi, xin chào các bạn. Chào bạn Thắm Nguyễn nha. Thì hôm nay mình sẽ lên cho bạn một cái mẫu ống mưa G-Trend của Givi. Đây, đây là cái loa mẫu mà mình sẽ có mũ, chứ không như cái mẫu mà RR04, RS04 đó. Thì trong cái một cái sản phẩm này của Givi thì sẽ gồm một cái bao đựng như thế này với một cái ống mưa. Giờ mình sẽ tiến hành mặc lên nha, để cho các bạn coi thử nha. Thì đây là bộ áo mưa GV sẽ còn một quần với một cái áo đó, mẫu này là mẫu có mũ thì các bạn sẽ thấy ở đây thì chúng tôi đã nói giống như một cái áo thì sao khi mưa đó. Thì đây mình sẽ có một cái zip mình kéo khóa với một cái miếng dán này này, các bạn đi đâu đó, nó cũng bung ra bay. Mặc thoải mái, cảm ơn các bạn đã coi video.